Chào các bạn, ngày được giảm thuế 50% chính thức rất là gần rồi, chỉ còn vài hôm nữa thôi. Thì mong rằng video clip này sẽ mang đến những cái quyết định nhanh chóng cho quý khách hàng. Đứng kế bên Khanh đây, đây là chiếc Hyundai Accent, nhưng mà phiên bản là phiên bản đủ nha, phiên bản AT, phiên bản đủ, gọi là phiên bản cao cấp, phiên bản đặc biệt, vân vân, tùy theo cách gọi. Thì Khanh muốn giới thiệu cho các bạn là sau khi giảm thuế rồi thì cái chiếc Hyundai Accent này các bạn lăn bánh với chi phí là bao nhiêu, và số tiền trả trước thấp nhất là bao nhiêu thời điểm mới sau khi giảm thuế. Thì quý vị và các bạn hãy xem phần cuối video clip, thì mọi thông tin thì Khanh sẽ để rõ phần cuối video clip nha. Còn bây giờ, như những video clip khác thì Khanh sẽ giới thiệu về những cái trang bị, những cái tính năng có trên chiếc Hyundai Accent này cho quý vị và các bạn được rõ. Và xe này các bạn mua sẽ có những cái trang bị gì thêm, chi tiết Khanh sẽ giới thiệu cho các bạn luôn. Thì Hyundai Accent có tổng cộng là 4 phiên bản, thì trong đó 2 phiên bản tự động và 2 phiên bản số sàn. Thì trong 2 phiên bản tự động chia ra bản đủ và bản tiêu chuẩn, còn số sàn cũng vậy, bản đủ và bản tiêu chuẩn. Thì Khanh sẽ giới thiệu cho các bạn là đây là chiếc xe số tự động bản đủ. Thì đối với số tự động bản đủ, các bạn có thể nhận biết được đầu tiên đó là cái cửa sổ trời. Với các bạn, đây là cửa sổ trời của xe. Thì một số anh chị nói là xe có cửa sổ trời thì sẽ nóng và sợ bị nước vào, thì Khanh đảm bảo với các bạn rằng đầu tiên nóng là không nóng, bởi vì dưới cái cửa sổ trời này nó còn có một lớp, đó là lớp cách nhiệt và lớp cách âm. Thì cái rèm cách nhiệt cách âm này sẽ giúp cho các bạn là đỡ phải cái nhiệt độ chiêu vào đây. Và kiến này kiến màu nha, kiến màu và kiến cường lực luôn á. Cái thứ hai nữa là cách âm, tức là âm thanh mà nó nghe khi mà các bạn đi trời mưa thì nước mưa vào, thì khi mà các bạn kéo cái tấm rèm đó lại thì nó sẽ giảm cái âm thanh xuống. Một cái vấn đề nữa là cái cửa sổ trời này, đây là ron của nó là ron chịu nhiệt và chịu được độ bền của cái thời tiết. Các bạn xài 5 năm, 10 năm nó cũng y chang như vậy thôi. Các bạn cũng đừng lo lắng về cái việc mà chúng ta chọn một chiếc xe có cửa sổ trời thì nó sẽ bị chai, bị nước vào, không bao giờ bị nha. Rồi, một cái Khanh muốn giới thiệu cho các bạn, đây là cái xe bản đủ, xe số tự động. Số tự động tiêu chuẩn, số tự động bản đủ đều sử dụng nút bấm start-stop. Tất cả đều sử dụng nút bấm start-stop. Đây là cái chiếc chìa khóa, thì nó sẽ có nút lóc cửa, mở lóc cửa và mở cốp từ xa. Các bạn đè giữ 3 giây thì cái cốp sau sẽ bung lên. Đối với xe của mình á, thì khi mà các bạn lóc cửa lại, bấm lóc lại, đây đã lóc cửa nè. Đây đã lóc cửa. Các bạn nhìn thấy là kiến sẽ chưa chạy lên và gương hậu sẽ chưa có gặp lại nếu các bạn quên. Thì khi mà các bạn mua xe tại chỗ Khanh, Khanh sẽ trang bị cho các bạn thêm cái chức năng kiến này sẽ chạy lên, gương hậu chưa xếp lại sẽ xếp lại. Và khi mà các bạn trang bị tính năng này, các bạn sẽ đầu tiên các bạn ngồi quán cà phê mà các bạn nhìn thấy cái gương mà nó xếp lại, chắc chắn 100% chiếc xe của các bạn đã được lóc cửa, 100% luôn. Và các bạn cũng yên tâm là bốn cánh kiến cửa này nó sẽ tự động nó chạy lên nếu các bạn quên. Trong trường hợp các bạn trước khi lên xe mà các bạn muốn cho chiếc xe của mình đậu dưới trời nắng mà có một cái nhiệt độ nó mát hơn trước khi các bạn lên xe, thì các bạn có thể hạ kính từ xa khi các bạn dùng cái chức năng của Khanh, bên Khanh trang bị nha, là hạ kính từ xa. Các bạn có thể hạ kính từ xa, bốn kính cửa này sẽ chạy xuống và nó giảm nhiệt độ trong xe trước khi các bạn lên. Rất là nhiều cái tiện ích. Khi mà các bạn sử dụng ô tô á, thì có thể là cái của Khanh chưa sử dụng ô tô thì cái của Khanh nói các bạn chưa hình dung được đâu, nhưng khi các bạn đang chạy xe, đang sử dụng xe thì những cái của Khanh chia sẻ nó sẽ mang lại những cái hữu ích rất là nhiều. Bởi vì khi các bạn chưa chạy kiến lên này nè, gương hậu này chưa xếp lại nè, thì các bạn phải vào trong xe, các bạn mở sáng táp lô lên và các bạn bấm kéo nó chạy lên. Nhưng khi các bạn trang bị rồi thì nó sẽ tự động hoàn toàn cho các bạn. Và một điều nữa là bốn cánh kiến cửa mà khi các bạn kéo lên á, thì nó sẽ thành một chạm. Các bạn bấm một cái là tự động nó sẽ chạy lên và bấm một cái tự động nó sẽ chạy xuống, các bạn không cần phải giữ cái nút bấm đâu. Sẽ tiện dụng hơn nữa, rất là nhiều tiện ích hay nha. Đây là cái phần bên hông của chiếc xe. Thì đối với cái phiên bản đặc biệt á, thì các bạn có thể nhìn rõ ở bộ mâm này, nó sẽ là mâm 16 inch. Nó sẽ to hơn 1 inch so với cái mâm của phiên bản tiêu chuẩn nha. Mâm thiết kế dạng phay và nó hình sao đếm nhầm.
đối với cái xe Hyundai Accent và tất cả những cái xe Hyundai nói chung, thì khi mà các bạn, đây là cái phần đuôi của chiếc Hyundai Accent, thì đối với phiên bản tự động thì nó sẽ là đèn LED nha. Và các bạn cầm chiếc chìa khóa ngay phía sau lưng, tự động cái cốp sau nó sẽ mở lên khi các bạn đứng gần 3 giây, tự động luôn. Trong trường hợp các bạn đi siêu thị thì cái chức năng này sẽ rất là tiện, nhưng một số anh chị sử dụng chức năng này cảm thấy rất là phiền phức thì anh chị có thể tắt bất kỳ lúc nào. Và trong cái video clip về hướng dẫn sử dụng xe thì Khanh có hướng dẫn cho các bạn cách tắt cái chức năng này. Khanh thì lại thích cái chức năng này tại vì nó mang lại sự tiện dụng cho mình hơn. Còn đối với cái xe của các bạn, Hyundai số tự động và số sàn bản đủ thì đều trang bị cho các bạn sẵn cái chiếc camera da. Đây chiếc camera da, đây là cái cảm biến da có sẵn. Camera da của xe thì đầu tiên đó là camera da xoay theo góc lái, có nghĩa là các bạn đánh lái qua trái nó sẽ xoay qua trái, đánh lái qua phải xoay qua phải, để giúp cho các bạn định hướng được cái phần đuôi xe của mình nằm ở vị trí nào. Còn chiếc cốp của xe, đây là phần cốp xe. Xe thuộc phân khúc của CT, của Vios, thành ra cái phần cốp cũng rất là rộng. Ngoài ra các bạn có thể mở rộng cái cốp, mở rộng cái khoang hành lý của chúng ta bằng cách đó là các bạn xếp cái phần lưng ghế lại. Đây Khanh xếp cái phần lưng ghế cho các bạn xem nha. Thì các bạn có thể mở rộng cái khoang của chúng, cái khoang hành lý lên rất là nhiều. Phần phía dưới đây là bánh xe dự phòng. Thì bánh xe dự phòng được thiết kế là dạng 5 mâm giống nhau. Đối với Hyundai Accent thì được trang bị là động cơ 1.4 lít công suất mà 100 mã lực. Thì về độ tiêu hao nhiên liệu thì nhà sản xuất họ có công bố cho các bạn là chiếc này nếu các bạn đi đường trường thì nó khoảng đâu 5 lít rưỡi, còn các bạn đi đường thành phố thì nó khoảng 7 lít rưỡi đến 8 lít trong khoảng đó. Cái này phụ thuộc vào cái chân ga của mỗi anh chị. Còn về cái chi phí sử dụng chiếc xe này thì nếu mà anh chị đi theo kiểu gia đình xung quanh 10 đến 20 ngàn cây một năm thì các bạn sẽ có một cái chi phí sử dụng rơi vào khoảng là xung quanh 2 triệu rưỡi 3 triệu một tháng. Bao gồm cả tiền xăng, tiền đậu xe, tiền bảo hiểm, tiền bảo dưỡng, vân vân. Còn những anh chị đi từ 20 đến 30 ngàn thì nó sẽ rơi vào khoảng là 4 triệu. Chủ yếu là tiền xăng thôi, còn cái phần chi phí ngân hàng, xin lỗi các bạn, chi phí đậu xe, chi phí về cái bảo hiểm, chi phí về bảo dưỡng thì nó cũng không có nhiều. Chia ra tháng thì nó không có nhiều các bạn nha. Rồi, chủ yếu là tiền xăng thôi. Còn về cái xe của mình, Khanh muốn chia sẻ về cái chi phí đó để cho các bạn biết được, ngoài cái chuyện mà các bạn mua chiếc xe vay, các bạn còn phải có những cái chi phí được, đó gọi là chi phí cố định hàng tháng. Giới thiệu với các bạn, đây là cái phần hàng ghế sau của chiếc xe. Thì hàng ghế sau sẽ được trang bị, hàng ghế xe Hyundai Accent bản đủ này sẽ được trang bị là ghế da nha. Ghế da hai màu. Và đặc biệt là tất cả các xe Hyundai đều có cho các bạn là chiếc cửa gió hàng ghế sau. Đây là cái cửa gió hàng ghế sau giúp cho các bạn lái những buổi tối, buổi trưa mà trưa nắng á, thì rất là tiện. Ngoài ra nó còn có thêm một cái cổng sạc phía dưới giúp cho các bạn tăng thêm cái việc mà sử dụng thiết bị ngoại vi. Lúc nãy Khanh có chia sẻ là cái cửa sổ trời. Đây là cái cửa sổ trời. Các bạn ngồi trong xe thì nó sẽ rất là thoải mái. Các phần ghế phụ, ghế phụ của xe thì ghế của mình đều là ghế chỉnh cơ, chứ đối với các phân khúc này thì không có chiếc nào ghế chỉnh điện hết các bạn nha. Còn các bạn muốn độ ghế từ ghế cơ lên ghế điện thì nó sẽ làm được, nhưng mà có một cái chi phí nó hơi cao. Nhiều khi Khanh nghĩ là thôi, các bạn chạy chiếc xe này thì gần như là chỉ có một người chạy thôi, các bạn chỉnh điện chia cho tốn tiền một cái ghế cũng không có rẻ đâu các bạn. Đây là cái chiếc một cái hộc đựng đồ. Ngoài ra cái hộc này á, nó còn gọi là hộc lạnh luôn các bạn. Ở đây nó còn có một cái chỗ, cái khay để trích cái đường gió máy lạnh ra. Các bạn có thể bỏ những cái chai nước vào đây thì nó sẽ rất là lạnh khi các bạn để nước vào. Rồi bây giờ mình sẽ vào trong xe nha. Giới thiệu với các bạn, đây là cái phần giao diện từ vô lăng cho tới màn hình trung tâm của chiếc xe. Thì đầu tiên, đây là phần vô lăng thì sẽ có cho các bạn, đây là ga tự động cruise control nè. Rồi kế đến đây là đèn auto, tức là các bạn đi vào tối tự động nó sẽ bật sáng, đi ra sáng tự động nó tắt. Các bạn đi vào hầm khi mà lóc cửa xe lại, xe nó vẫn sáng, giữ khoảng 15-20 giây cho các bạn để các bạn đi lên khỏi hầm, và khi
khi mà các bạn đi lên rồi thì sau 15-20 giây tự động nó sẽ tắt. Rất là tiện luôn đó. Cụm đồng hồ trung tâm thì nó là dạng analog nha. Analog nó có một cái đồng hồ số chính giữa. Thì đây là thể hiện cái chiếc xe của các bạn. Ở đây nó thể hiện rất là trực quan, các bạn mở cửa nào hoặc là hở cửa nào thì nó sẽ báo đúng cái cửa đó, chứ không phải là cái việc mà các bạn, nó chỉ một số xe thì nó chỉ báo cái đèn màu đỏ, đèn hở cửa thôi, các bạn cứ mở cái cánh này mở cánh kia ra để đóng lại, các bạn không biết là cái cốp hay là cái capo hay là cánh cửa phía sau nó đóng chưa kỹ nè. Kế đến đây là cái chiếc là cảm biến gạt mưa. Đây, giới thiệu cho các bạn cảm biến gạt mưa. Đây là cảm biến gạt mưa nha. Thì cảm biến gạt mưa sẽ giúp cho các bạn lái chiếc xe khi mà trời mưa nó sẽ tự động gạt, và độ mưa to thì nó sẽ tự động nó gạt nhanh hơn, tốc độ nó tăng, tốc độ lên, số lần gạt tăng lên. Ngoài ra khi các bạn chạy trời mưa mà qua một cái chỗ mà có một cái vũng nước mà chiếc xe tải nó tạt nước bao trùm hết chiếc xe của các bạn thì cảm biến gạt mưa sẽ tự động làm việc, giúp cho các bạn đỡ bị bất ngờ hơn. Kế đến muốn giới thiệu cho các bạn, đây là chiếc máy lạnh. Máy lạnh của xe thì là trang bị là máy lạnh điều hòa tự động nha. Tự động có nghĩa là các bạn đặt nhiệt độ bao nhiêu thì tự động nó ngắt ra. Có hệ thống clean air, lọc không khí, lọc bụi, lọc khuẩn. Xe của chúng ta sẽ nhận được những cái không khí nó rất là lúc nào nó cũng trong lành hết. Kế đến là đây là hộp số. Hộp số xe thì được trang bị là hộp số 6 cấp, tự động 6 cấp. Và số sàn thì nó cũng là 6 cấp luôn. 6 cấp là 6 cấp tới. Còn nếu mà các bạn tính luôn cấp da thì nó là 7 cấp nha. Nhưng mà không có ai tính luôn cấp da thêm vô là 7 cấp đâu. Cái đó là nói vui thôi. Kế đến là đây là cái màn hình trung tâm. Thì màn hình trung tâm thì hồi nãy Khanh có nói với các bạn là có trang bị sẵn cho các bạn chiếc camera da. Thì khi mà các bạn xài camera da xoay qua trái, vô lăng qua trái, đây nó sẽ xoay qua trái giúp cho các bạn định hướng được bánh xe. Khi các bạn tắt máy thì chúng ta biết được là cái bánh xe nằm ở vị trí nào, chứ không phải mất thời gian mà chúng ta vào đề lại. Xoay qua phải nè, đây Khanh xoay qua phải nè. Các bạn thấy rất là tiện. Đối với cái màn hình của các bạn thì nhà sản xuất họ cũng trang bị sẵn cái bản đồ. Bản đồ này gọi là bản đồ dành riêng cho Hyundai ở thị trường Việt Nam. Thì nhà sản xuất họ rất là hiểu là thị trường Việt Nam cần cái gì. Bản đồ này có cảnh báo tốc độ khi các bạn chạy ở đường, thí dụ đi một cái đường tốc đường ngoại thành hoặc là đường trong đô thị thì nó sẽ báo tốc độ cho phép. Ngoài ra nó còn cảnh báo camera giao thông, cảnh báo những cái đoạn đường này có cấm đậu, cấm dừng, nó cảnh báo vào đây luôn, rất là hay. Độ chính xác của bản đồ này thì nó khoảng 95%, chứ không có gì mà tuyệt đối hết. Giới thiệu với các bạn, đây là cái giao diện của Apple CarPlay. Ngoài cái việc trang bị bản đồ ra thì nhà sản xuất họ cũng trang bị cho các bạn chức năng Apple CarPlay. Khi các bạn xài điện thoại iPhone á, thì nó gọi là Apple CarPlay. Thì Apple CarPlay nó sẽ có những cái là bản đồ Google Maps nè, nhạc của tôi vân vân, các bạn nếu muốn giải trí. Ngoài ra thì các bạn có thể xài sử dụng YouTube thẳng trên cái Apple CarPlay này luôn, rất là hay luôn nha. Đối với bản đồ chạy xe, các bạn thường hay đi về nhà là thay luôn nguyên cái màn hình này thành cái màn hình Android thì Khanh thấy nó rất là phí, tại vì chúng ta sẽ tận dụng được cái màn hình gốc của xe, đỡ mất cái chi phí để thay. Thì trên đây thay thì các bạn sẽ tận dụng được cái bản đồ Google Maps thẳng trên đây nè. Bản đồ Google Maps sẽ giúp cho các bạn là ra lệnh bằng giọng nói khi các bạn chạy. Đây Khanh bấm vào nha. Hyundai Long An. Đây các bạn thấy không ạ? Đọc địa chỉ, đọc tên địa phương, tên một cái địa điểm nào đó thì nó sẽ tự động ra. Các bạn không cần phải đánh tọc vào đâu. Ngoài ra các bạn có thể đọc đúng ngay cái địa chỉ, ví dụ số 24 đường Hùng Vương, số 24 Tuyến Tránh Long An, vân vân, nó sẽ ra đúng luôn, chứ không nhất thiết là phải đọc cái tên của cái địa phương giống như Khanh mới đọc. Ngoài ra đối với cái bản đồ này thì các bạn biết được là số thời gian đến chính xác luôn, gần như chính xác, số km của các bạn đến gần như chính xác. Và các bạn biết được là đường có kẹt xe hay không kẹt xe bằng thể hiện màu sắc. Nếu các bạn thấy đường màu đỏ thì nó sẽ là đường kẹt xe, đường màu xanh là đường thông thoáng. Thì khi mà lái xe thì các bạn thường hay nghe kênh là kênh VOV Giao thông để cảnh báo giao thông tuyến đường đó có kẹt hay không kẹt.
thì bản đồ Google Maps này sẽ thay cho VOV giao thông làm việc đó. Và nó sẽ chi tiết hơn VOV giao thông rất là nhiều, tại vì VOV giao thông thì nó chỉ có cho các bạn biết được những cái điểm hay kẹt thôi, còn cái đường của các bạn đi thì gần như sẽ không biết. Rồi nếu mà các bạn xài hệ điều hành Android thì nó sẽ có là Android Auto thay vì là cái chiếc iPhone. Đây, đây Khanh sẽ cắm cái điện thoại Android vào để cho các bạn thấy. Đây là giao diện của Android Auto. Đây các bạn thấy không ạ? À? Đây là cái giao diện của Android Auto nè. Thì các bạn có thể xài bản đồ nè, Zing MP3 nè, vân vân, những cái ứng dụng nào mà các bạn thích các bạn bỏ vào, kể cả YouTube thẳng trên đây. Đây, đây là Khanh xem YouTube bằng cái ứng dụng này nè. Rồi cũng có cái bản đồ Google Maps. Đó, các bạn muốn đi đâu thì các bạn cứ bấm vào thôi. Đây, Khanh bấm nè. Hồi nãy Khanh nói các bạn thấy không? Nó thể hiện màu xanh có nghĩa là cái đường của chúng ta đi là thông thoáng, còn màu đỏ thì nó sẽ là kẹt đường nha. Rồi bây giờ Khanh sẽ mời các bạn ra phía trước để xem coi chi phí ra biển số của chiếc xe này như thế nào. Sau khi Khanh đã giới thiệu xong về những cái trang bị có trên chiếc xe này, nếu các bạn cảm thấy hài lòng thì các bạn hãy xem tiếp phần giá như thế nào nha. Thì Khanh muốn giới thiệu lại về phần giá xe đối với chiếc xe Hyundai Accent bản đủ, bản full, bản đặc biệt. Giá của nó là 540 triệu. Còn để các bạn lăn bánh đủ phí và thuế, nó sẽ là 570 triệu là tổng tiền để các bạn đem chiếc xe về, bao gồm tất cả những phí thuế rồi, sau khi giảm thuế trước bạ 50%. Còn nếu những anh chị muốn mua vay thì các bạn chuẩn bị trước giùm Khanh là con số 150 triệu là tổng tiền để các bạn đem xe về. 150 triệu này bao gồm tất cả những phí thuế rồi, phần còn lại các bạn sẽ được vay và được hỗ trợ qua ngân hàng. Số tiền trả góp hàng tháng là 8 triệu, trả giảm dần theo dư nợ còn lại với thời gian là 8 năm. Những anh chị muốn rút lại thì sẽ tăng số tiền lên. Những anh chị muốn giảm cái số tiền 8 triệu này, giảm xuống nữa thì có thể tăng lên 10 năm. Tùy theo nhu cầu của mỗi anh chị. Còn một con số 150 triệu là con số tiêu chuẩn. Những anh chị có muốn trả nhiều hơn thì hãy liên hệ qua số điện thoại 0996 773366, thì bên Khanh sẽ làm một cái bản chiết tính khác để gửi cho quý vị và các bạn. Những anh chị nào cần hỗ trợ nhiều hơn chút xíu thì bên Khanh vẫn có thể hỗ trợ. Về cái phần thủ tục hồ sơ thì lát nữa Khanh sẽ chia sẻ phía sau cùng nha. Còn kế đến là anh chị hỏi về cái xe Accent AT bản tiêu chuẩn. Bản tiêu chuẩn thì thua cái xe này ở chỗ là ghế da, cửa sổ trời, những cái trang bị giống như là cảm biến gạt mưa, đèn tự động, khởi hành ngang dốc, cân bằng điện tử vân vân, cửa gió hàng ghế sau nó vẫn có đầy đủ cho các bạn. Thì giá xe nó là 499 triệu. Các bạn lăn bánh đủ phí và thuế, nó sẽ rơi vào khoảng 527 triệu là tổng tiền để các bạn đem chiếc xe về. Còn các bạn mua vay chuẩn bị trước giùm Khanh là 140 triệu là tổng tiền để các bạn đem xe về. Phần còn lại sẽ được vay vốn và hỗ trợ trả góp qua ngân hàng mỗi tháng là 7.500.000, trả giảm dần theo dư nợ còn lại, thời gian là 8 năm. Còn các bạn muốn trả nhiều hơn, trả ít lại hoặc là thời gian tăng giảm thì nhờ các bạn chia sẻ qua số điện thoại 0996 773366 thì bên Khanh sẽ giải đáp rõ ràng hơn. Còn đối với cái xe Accent phiên bản tiêu chuẩn số sàn thì các bạn giá niêm yết nó là 470 triệu, các bạn lăn bánh đủ phí thuế thì nó chỉ có 496 triệu thôi. Còn các bạn chuẩn bị trước giùm Khanh là 131 triệu là tổng tiền để các bạn mua vay qua ngân hàng. Phần còn lại sẽ được trả góp giảm dần theo dư nợ còn lại là con số 7 triệu, coi như là mỗi chiếc xe như vậy khoảng cách các bạn trả góp nó lệch nhau khoảng 500 ngàn mỗi tháng. Và gần như là mỗi chiếc xe như vậy các bạn trả góp thì nó sẽ lệch nhau khoảng 10 triệu. Chiếc này thì 150, chiếc AT tiêu chuẩn thì 140, còn chiếc Accent phiên bản số sàn tiêu chuẩn, số sàn bản đủ thì là 130. Còn nếu mà các bạn hỏi về cái xe Accent mà phiên bản base thì nó là 425 triệu, còn các bạn lăn bánh đủ phí thuế thì nó là 450. Còn các bạn chuẩn bị trước giùm Khanh là 120 là các bạn đem xe về. Phần còn lại sẽ được hỗ trợ trả góp là 6.300.000. Mọi chi tiết về chương trình, hỏi về mua vay, các bạn liên hệ qua số điện thoại 0996 773366 thì bên Khanh sẽ giải đáp và chia sẻ rõ ràng hơn từng trường hợp cụ thể. Còn về đây là giá, các bạn hỏi về chương trình khuyến mãi giảm giá như thế nào thì xin phép liên hệ qua số điện thoại 0996 773366 giúp giùm Khanh luôn. Tại vì video clip này sẽ tồn tại trong suốt cả năm, nhưng cái khuyến mãi nó sẽ thay đổi theo từng thời điểm thì Khanh không chia sẻ được
cho quý vị và các bạn về cái chương trình giảm giá được. Còn những cái trang bị hồi nãy Khanh nói, các bạn mua xe tại chỗ Khanh sẽ có bộ gập gương lên kính, các bạn có thể thêm cách nhiệt, các bạn có thể phủ gập vân vân, thì nó sẽ thay đổi theo từng thời điểm tùy theo nhu cầu của mỗi anh chị. Có những anh chị đem chiếc xe này đem đi về là kinh doanh vận tải Grab, Uber, taxi công nghệ á, thì nó sẽ có chọn các chương trình khác, bên Khanh sẽ tư vấn rõ ràng hơn cho quý anh chị. Còn về thủ tục mua xe, các bạn chuẩn bị giùm Khanh chứng minh dân, hộ khẩu, kết hôn hoặc xác nhận độc thân. Đây là những giấy tờ bắt buộc phải có, gọi là bắt buộc các bạn phải tự chuẩn bị. Lúc nào mình cũng có ở nhà mà, chỉ cần lấy điện thoại ra chụp hình giùm Khanh cái thôi, rất là nhanh gọn. Còn về những anh chị có một nguồn thu tốt nhưng không có khả năng chứng minh thu nhập, bên Khanh hoàn toàn có thể hỗ trợ cho anh chị để anh chị đem chiếc xe này về. Chủ yếu của chúng ta là có một nguồn thu tốt thôi. Còn về những giấy tờ thủ tục thì bên Khanh sẽ hỗ trợ cho anh chị để anh chị đem chiếc xe về. Lưu ý giúp giùm Khanh là Khanh không nhận nợ nhóm, và khách hàng nợ nhóm bây giờ tất cả các tổ chức tài chính đều từ chối hết, các bạn lưu ý giúp giùm Khanh nha. Còn những anh chị có vay rồi muốn vay thêm nữa vẫn hỗ trợ được bình thường, không có vướng vấn đề gì hết. Mong rằng video clip này Khanh sẽ chia sẻ rõ ràng hơn những cái suy nghĩ, những thắc mắc, giải đáp những tâm tư nguyện vọng của quý vị và các bạn trong cái việc mà mua vay, mua trả góp như thế nào. Còn về Khanh xin phép nhắc lại, thuế trước bạ đã cận kề rồi, còn vài ngày nữa thôi là các bạn nhận được thành quả đó. Trong thời gian chờ đợi từ đầu năm đến giờ rồi, thì mong rằng video clip này sẽ mang lại chiếc xe nhanh hơn cho quý vị và các bạn, để các bạn quyết định nhanh chóng. Chúng ta sẽ có những cái chương trình ưu đãi tốt sau khi, trước khi giảm thuế trước bạ. Mọi chi tiết các bạn liên hệ qua số điện thoại 0996 773366 thì sẽ được giải đáp cụ thể rõ ràng hơn. Và nhớ cung cấp giúp giùm Khanh thông tin hộ khẩu mình ở đâu, chứ đừng có nói ra biển số ở tỉnh kêu Khanh tính làm bằng chiếc tính là chắc chắn là không được, tại vì mỗi nơi mỗi khác, có địa phương này địa phương kia, mỗi nơi mỗi khác nha. Và tất cả những cái phí thuế hồi nãy Khanh chia sẻ là áp dụng cho thuế trước bạ 10% và phí biển số 1 triệu. Còn những anh chị có những cái địa phương khác thuế trước bạ 15%, 12% hoặc là phí biển số 20 triệu thì nó sẽ có cái bảng tính khác. Mong rằng những cái thông tin đó sẽ được giải đáp qua số điện thoại 0996 773366 cho anh chị được rõ hơn. Video clip này nếu anh chị cảm thấy yêu thích, nhờ anh chị nhấn nút đăng ký, nhấn dấu chuông để nhận những video mới nhất. Còn anh chị cảm thấy muốn ủng hộ Khanh thì nhấn like và share video clip. Và lưu ý giúp giùm Khanh, xe mua tại chỗ Khanh được bảo hành 3 năm hoặc 100.000 cây số, tất cả đại lý trên toàn quốc, các bạn yên tâm. Nếu chương trình của Khanh tốt, khuyến mãi của Khanh tốt, các bạn mua ủng hộ, đừng lo lắng về chương trình sau khi các bạn sử dụng xe mà phải đi bảo dưỡng, bảo hành ở đâu. Xin cảm ơn và xin chào.